chịu. Trời mưa quá đấy. Nó đánh vô cái nhà của chị My á, cúp điện luôn. Mưa lớn lắm á. Yes, cúp điện luôn. Mà chị My không muốn on trở lại, không muốn get on trở lại, tại vì thế nào nó cũng cúp điện nữa. Tại trời mưa lớn dữ lắm á, sét đánh tùm lum ở ngoài hết trơn. Nó thôi nhảy lên giường chùm mình ngủ. Trời mưa ngủ ngon nhất đó. It's rain dogs and cats there. Thiệt á. Trời tối tối âm u luôn. Mình chùm mình kín mít luôn, chùm lên đầu luôn. Tại sợ ma. Phần sợ ma nữa không? Phần trời mưa rồi phần sợ ma nữa. Trời tối hù, cái phòng nó tối hù. Ok, let's start. Bắt đầu, tiếp tục nha. We continue with the adverbs. Yeah, the adverbs. Okay, today we move on to the next part, which is the hôm qua mình học cái phần create rồi phải không? Tên tên ngoài cái con chuột này cử ngữ rối ngoài. Ok, today we move on. What the dog? The document recovery task plan contains some recovery files been opened. I have said the Ok. Ok, hôm nay mình sẽ mua qua mình sẽ học tới cái phần thứ tư là form. Ok, mình học qua cái phần thứ tư. Yeah, sợ ma lắm á. Hồi nhỏ còn dám coi phim ma, bây giờ hết dám coi phim ma luôn á. Tại nhỏ làm cho mình ngủ không được. Mỗi lần mà coi phim ma, biết không, không dám đi tắm. Dám đi tắm. Tại sợ đi tắm kéo màn rồi cái sau mình tắm xong mở màn ra con ma nó đứng ở ngoài. Nó đứng ở ngoài nên sợ. Ok, có bao nhiêu cái form? Form. Form nghĩa là gì các anh chị? Take a shower. Form nghĩa là gì? Có bao nhiêu cái form? Form là hôm qua học về cái create. Mến chào Hoa Hải Anh, người đẹp mới vào room. Like adjective, adverb has three forms. Two, right? Positive, comparative, and superlative. Nghĩa là khi mà mình nói về cái trạng từ đó, thì mình nói theo một cách rất là bình thường, có nghĩa là không có so sánh gì hết trơn á. Hay là mình nói, mình so sánh cái này với cái kia, hay là mình so sánh bậc nhất để thấy về cái đó gọi là form. Let so mình có ba loại khen người đẹp là khoái cười hí hí liền á. Nhưng mà con gái đừng có cười hí hí luôn. Để cho con trai nó cười hí hí thôi. Tại con trai nó mới dê chứ con gái mà dê gì. Mỗi lẽ con gái đi dê con trai. Để cho con trai nó dê con gái thôi. Con gái phải cười hí hí. Thế cười như vậy nè. Còn con trai thì cười như vậy nè. Trời còn hé hé nữa.
hí hí là thấy sợ rồi, còn hé hé chạy chạy không kịp luôn. Ok, now có ba loại: positive, comparative and superlative. Superlative nghĩa là nói một cách bình thường, so, hay là nói một cách so sánh cái này hơn cái kia. Thí dụ như là ví dụ như là nhanh hơn, khá như vậy, tốt hơn. Okay, now let's see. Trước nhất là positive form. The positive form is the adverb. In its regular form, it describes a verb, an adjective, or another adverb without comparing it to anyone or anything else. Có nghĩa là là một cái trạng từ mà ở ở ở trong cái thể bình thường của nó, và nó diễn tả một cái động từ hay là một cái tính từ hay là một cái trạng từ khác mà không có cần phải so sánh nó với bất cứ người nào hay là bất cứ cái sự việc nào khác. Thí dụ, cái phần này thì nó đi nhanh nha. It's cool. With joy sport, I mean shoes. You walk fast. They support your feet well. Cổ hơi khô. Với cái đôi giày mà hiệu Joy Sport đó, cũng giống như Nike vậy đó, nhưng mà nó là Joy Sport, mình sẽ đi nhanh hơn. Mình sẽ đi bộ nhanh, không phải nhanh hơn, mình sẽ đi nhanh. Và nó thì giúp cho cái chân của mình giúp cho cái chân của mình tốt. Không biết dịch sao cho nó hay đại khái vậy đi. So chữ fast and chữ well, mình chỉ nói một cách bình thường thôi, nó đi bộ nhanh, chứ mình không có nói là nhanh hơn cái đôi giày khác để cái gì vậy. Okay. Giờ mình có thể mình and with this form, we use is chấm 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 là cái trạng từ. Okay. Cái trạng từ nó đứng chính giữa. A fast A, as quickly as, là thái như vậy. With an affirmative verb, an A hay là so với chữ as, with a negative verb. Thì các anh chị thấy có nghĩa là mình dùng A as cho cái động từ mà khẳng định đó, affirmative, khẳng định là nói một cách khẳng định. Còn mình dùng is a hoặc là so is cho cái negative, cho cái phủ định. Các anh chị nhớ điều này nha. Khi phủ định thì mình cũng có thể dùng cái so is, nhưng mà cái so is mình không được dùng cho xác định hay là khẳng định. Thí dụ, có nghĩa là is a dùng cho cả hai, nhưng mà so is chỉ dùng cho phủ định mà thôi. Thí dụ, he walked as slowly as he dares. He doesn't snore as loudly as you do. Hay là he doesn't snore as loudly as, I mean so loudly as you do. Okay. ESL thì rất là nhiều. Mình chỉ Google rồi mình đánh ra ESL, đánh ra English as a second language learning, mình đánh ra như vậy đó. ESL learning hay là study ESL là cái gì. Bây giờ cái Google bây giờ nó rất là thông dụng. Các anh chị muốn bất cứ cái điều gì đó, các anh chị chỉ đánh ra tiếng Việt cũng được, tiếng Mỹ cũng được, thì nó sẽ show cho các anh chị.
a bên a website. Ok, một lần nữa thì các anh chị thấy cái ace đó mình dùng cho cả xác định và phủ định, còn cái so ace chỉ dùng cho phủ định mà thôi. Cái điều này quan trọng, các anh chị cần nhớ nha. Ông ta làm việc thì chậm như là ông ta there là gì các anh chị? Là ông ta muốn như vậy, dám làm như vậy, cái gì? Như là ông ta muốn, cái gì vậy? Ông ta không có snore là gì? Là ngái á. Ông ta không có ngái lớn như là bạn nói gì đó. Okay. Rồi, next one, đó là positive form. Here mình mua qua cái comparative. Comparative là so sánh hơn. The comparative form mình có những cái chữ er hay là more hay là less. Compares two things. More or less are used generally with adverbs of two or more syllables. Có nghĩa là cái thể so sánh hơn này đó, thường thường nó so sánh giữa hai verb. Chữ more or chữ less thì được dùng với những cái trạng từ, thường thường được dùng với những cái trạng từ mà nó có hai hoặc nhiều cái âm tiết hơn. Syllable là âm tiết. Âm tiết là gì? Cái này là một âm tiết. Cái này là ba âm tiết. Có nghĩa là syllable. Run là one, and enter là two, discover là three. Đó gọi là syllable, âm tiết. Thì cái chữ more and chữ less đó, thường thường được dùng với những cái trạng từ mà nó có hai hoặc là nhiều âm hơn. Okay. Cho thí dụ nha. Wear chocos instead of your sports and you walk faster. Nếu mà bạn mang cái đôi giày chocos thay vì mang cái đôi giày cho sport thì bạn sẽ đi bộ nhanh hơn. Chị thấy so sánh giữa hai cái sự vật. However, chocos specs also support your feet better than the rock port do. Nhưng mà cái đôi giày soles là gì các anh chị? Soles là gì? Let me check. So hình như là cái gót chân thì phải không? Let me see. Being the only one, only. Oh, là only. Belonging or pertaining to one individual or group of. The sole right to the estate automatically or with independent power. Oh, nghĩa là chiefly law belong to pertaining to one in resource or to exclusion of order. The sole right to the estate unit. Ok, so có nghĩa là chỉ có cái đôi giày, let me see. Nhưng mà cái
cái ý này nó nói là nhưng mà chỉ có cái đôi giày chốt cô đó thì nó làm cho cái chân của mình đó thì thoải mái hơn là cái đôi giày rock board. Cái so đây có nghĩa là chỉ, phải không? Nó là adjective. Đế dài hả? Da hình như, da đúng rồi, cái đế dài đúng rồi. Ở vậy thì mình cứ nhớ cái gót chân, không phải gót chân mà là cái đế dài. Nhưng mà đây sao nó không có cách nghĩa là cái đế dài ta? Being the only one, hay là only, being the only one of a kind, unique, the so brilliant of the gem. Thế là cái misspell, let's see, SOLE. That's right. Let me check one more time, please. Yeah, chắc đế dài đúng rồi. Oh, that's right. Đúng rồi. So, the bottom or under surface of the foot. Đúng rồi, là cái đế dài. The corresponding under the part of a shoe, hay là boot. Đúng rồi, cái đế dài. Thank you, các anh chị. Ok, nhưng mà chỉ có cái đế dài đặc biệt của cái chốt cô đó thì làm cho cái chân của mình feel better than 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 cái đôi giày rock port. Ok, cái sauce, cái chữ sauce. Ok, next one. Thì các anh chị thấy cả hai câu nó đều là ở cái thể so sánh better and faster. Như xài từ điển gì hả? Từ điển thì nó có rất là nhiều các anh chị. Các anh chị chỉ cần Google rồi các anh chị đánh cái chữ dictionary, ok, thì nó ra một cái list, cả đống cái link cho các anh chị. Điển My thì xài cái từ điển này. Khi mà các anh chị xài từ điển, các anh chị nên dùng từ điển của Mỹ, ok, đừng có dùng từ điển Việt Nam. Việt Nam là khi nào mình bị stuck á, nó cắt nghĩa tiếng Mỹ mình không hiểu, mình mới lật qua cái từ điển Việt Nam. Ok, đã mình học luôn á các anh chị. Mình thích cái từ điển này nhất. I couldn't, không có thể post cái link ra được. Mình xài từ điển này. Yeah, reference. Okay, next one. Còn rất là nhiều từ điển nó cũng dưới. Ok, là, các anh chị cứ search nó rồi các anh chị kiếm coi cái nào các anh chị thích. Nhưng mà mình nên xài từ điển Mỹ. Ok, đã mình học luôn. Ok, now next one. Cái reference nó rất là hay các anh chị. Các anh chị vô thư viện, tưởng như không biết thư viện bên Việt Nam sao, những cái sách mà để nghiên cứu mà sâu hơn á, thì thường thường nó ở nằm ở trong cái phần reference section, nghĩa là những cái sách mà ở trong cái chỗ reference á, thì là những cái sách rất là hay. Ok, nó suggest mình nên dùng những cái cuốn sách ở trong cái section đó. Ok, with the superlative, it is possible to use of and now. No, forget that one. I think I skipped something. Let me repost this. Forget that one, okay? Okay, ignore cái đó đi. With the comparative form, we use than. Nếu mà có sự so sánh cái này với cái kia thì mình nên dùng cái chữ than ở chính giữa. And yeah, chữ than sau cái chẵn từ. Thí dụ,
Một lần nữa. He eats more quickly than I, hay là me các anh chị. Than me. Than I. Than I. One one mới vô học với chữ me phải không? One one mới vô học với chữ me phải không? Say yes đi. Say yes đi. Thấy không? Biết thế nào không? Cũng say yes à. Tại mấy người mà mới vô á, không biết trời đất gì hết trơn, nói nhỏ nhỏ thôi. Tại mình xài xỉ người ta, mình nói nhỏ nhỏ mà nói lớn thì giận. Ok, look at this one. He eats more quickly than I do. One one thấy cái nào nó make sense? He is more quickly than I do, hay là he is more quickly than me do? One one nghĩ mình chọn cái nào? Me do hay là I do? I'm asking one one. Yes, I do. Okay, I do. Right? Người ta nói mỗi lần mình giận như mình mất khôn. Angry là giận lên thì nó mất khôn á, mới đánh chữ me do á. Nhưng mà tiểu mi cũng thông cảm chứ không? Không có cho hai trứng một gì lộn. So one one thấy không? Cái này là mình phải nói I do. Okay? Tại vì người ta không có muốn lặp lại cái động từ it. Okay? Ví dụ mình nói câu này: He is taller than I, hay là me. Mày hỏi one one á. So, nếu mà cái câu này mình viết đúng ra đó thì mình phải viết như vậy. I mean, I misspell right there. Than I am, phải không? Chứ mình đâu có nói than me am đâu, phải không? Thành ra khi mà trong cái văn, trong cái câu tiếng Mỹ đó, các anh chị không nên lặp lại. Ok, mình tránh cái sự lặp lại. Thay vì nói he is taller than I am, mình không có muốn lặp lại cái động từ to be. Như ở trên mình không có muốn lặp lại cái động từ to eat. Okay. Thay vì mình nói he is more quickly than I eat, right? Hay là I do cũng được. Thì ở dưới nó là động từ to be, thì nên mình chỉ nói là he is taller than I, chứ không phải than me. Okay. Chị nhớ cái điều này nha. Rồi next one. Yeah, không có chi when one. He played better than he had ever played. Nếu không có cái chữ mà ever played thì mình sẽ nói là than he. Thấy không? Than he rõ ràng, right? Than he had ever played. So, các anh chị thấy hai câu này đều là ở cái thể so sánh hơn. Ông ta chơi á thì hay hơn là ông ta chơi thì hay hơn ông ta đã từng chơi như vậy. Vậy vậy phải không các anh chị? Ok, một cái thể khác để mình dùng cái thể so sánh thì mình sẽ dùng, mình có cái chữ the. Câu này nó rất là hay. The. Rồi mình với cái comparative. Có nghĩa là comparative, có nghĩa là dạng từ nó có chữ er hay là chữ more, cái gì vậy. Ok. It's also, ok, I think I repeat two times. I mean, I just repeat. I just spoke two times. Let me correct in my text first. Có nghĩa là mình có thể dùng chữ the
đứng trước một cái trạng từ với cái chữ er, hoặc đứng trước một trạng từ với chữ more. Ví dụ như và câu này thường thường người ta thường nói: the earlier you start, the sooner you'll be back. Start đây có nghĩa là start to go somewhere then. Bạn mà bắt đầu đi sớm thì bạn sẽ về sớm. Bạn nếu mà bạn đi sớm hơn thì bạn sẽ về sớm hơn. Đã thấy như vậy, câu này có như vậy đó, có nghĩa là như vậy đó. Ok, rồi bây giờ mình qua cái thể thứ ba, superlative form. The superlative form thường thường có cái chữ est ở phía sau cái trạng từ, hoặc là chữ most or chữ less, I mean chữ less. Compare three or more things. Most and less are used most often with the adverbs of two or more syllables. Nó cũng giống như cái thể comparative. Thì cái thể so sánh nhất này á, thường thường nó có chữ est, most or less, để nó so sánh ba hoặc là nhiều cái sự vật hơn. Và chữ most and chữ less thì được dùng hầu hết, thường thường được dùng hầu hết cho tất cả những cái trạng từ mà nó có hai hoặc là nhiều syllables, nghĩa là nhiều âm tiết. Anh chị biết syllable là gì rồi, âm tiết là gì rồi. Thí dụ really, I walk faster wearing my old canvas wonders. Anh chị thấy bên Mỹ này có nhiều hiệu dài lắm. Mà thật sự hiệu dài nào nó cũng tốt hết trơn. Thành ra nhiều khi á, mình có tiền thì không nói gì, mình mang những đôi giày brand name, ví dụ Nike hay là nhiều lắm. Còn mình không có tiền, mình cũng mua những cái đôi giày không cần có hiệu, nhưng mà nó cũng rất là bền, các anh chị, nó cũng rất là bền. Thật sự tôi đi bộ nhanh nhất khi mà tôi mang cái đôi giày Canvas Wonders. Nghĩa là cái người này thích cái hiệu Canvas Wonders không? Thì đây là so sánh nhất, không có so sánh hơn cái gì hết, so sánh nhất. Nó là số 1. Okay, they seem to support my feet, my knees, best of all. Nó dường như là nó giúp cho no, đợi một chút xíu, đợi một chút xíu, từ từ nha. Nó dường như là nó giúp cho cái chân và cái knees là cái đầu gối, phải không? Cái đầu gối tôi tốt hơn tất cả những đôi giày khác, đại khái như vậy. Or ở đây là they, they ở đây là shoes. Không chỉ phải hiểu như vậy. Thế là giúp cho cái chân của tôi với cái đầu gối của tôi tốt nhất, tốt hơn tất cả những cái đôi giày khác. Từ từ các anh chị, cứ từ từ. Tiếng Mỹ soạn bài không có miss cái factor nào hết trơn, cái yếu tố nào hết trơn. Từ từ là cũng sẽ tới. With the superlative, it is possible to use of and now. Có nghĩa là mình cũng có thể dùng cái chữ of and chữ now để so sánh nhất luôn. Thí dụ nha, chị coi câu này. Oh, what's wrong? Ok.
Okay, thì mình không có thể post ra được. Let me try one more time. Yes. He went the furthest of the explorers. Thì các anh chị thấy họ dùng chữ the ở đây. Ông ta thì đi câu này dịch sao các anh chị? Ông ta thì cái này mình không dịch là đi được, mà mình dịch có thể là mình dịch là nghiên cứu đó, nghiên cứu xa hơn những cái gì mà xa nhất, những cái gì mà ông ta đang làm á. Theo tiếng mình hiểu như vậy. Let me translate this. Nó dịch làm sao nha? Nhiều khi mình phải hiểu cái nghĩa bóng hơn là cái nghĩa xác. Explore thì các anh chị thấy là những cái điều gì mà khám phá đó, cái sự khám phá là những cái gì đó. Thì ông ta đã khám phá hết tất cả những cái gì mà ông ta không biết có nghĩa tiếng Việt đâu. Thế anh chị hiểu không? Hả? Thế anh chị hiểu không? Không hiểu hả? Chán thì thôi á. Các anh chị giỏi tiếng Việt thế mò. Ý nói là ví dụ như là mình muốn khám phá một cái gì, hay là mình muốn tìm kiếm một cái gì, hay là mình muốn học hỏi cái gì, thì mình đã đọt được cái đó rồi, mà mình đọt được nhất. Có ý giống như là dịch như vậy đi. Đạt tới đỉnh tối cao của cái sự khám phá. Có nghĩa là ông ta đã làm cái the best rồi. Okay, ông ta đã làm cái the best rồi. Ông ta đã lên tới tột đỉnh rồi. Ông ta feel rất là good. Các anh chị hiểu rồi phải không? Nếu mà các anh chị dịch như vậy là các anh chị đã hiểu rồi đó. Okay. Right. Ok rồi, hiểu rồi, cảm ơn các anh chị. Nhiều khi mình phải hiểu chạy chạy như vậy, chứ mình đừng có dịch từng chữ chắc chết quá. Ông ta đi bộ đi nhanh nhất của cái sự khám phá, phải không? Không, đừng có hiểu như vậy. Okay. Rồi, next one. Đó là có chữ đờ đó, hồi nãy ai muốn đó. But not common, not very common. Thì các anh chị thấy thường thường ít ai nói cái như vậy. Thế nói không có cái gì sai hết, không gì sai văn phạm hết trơn, nhưng mà người ta ít khi nói như vậy. Các anh chị coi câu này nha. Thường thường là có chữ the đúng, nhưng mà nếu mà có cái chữ mà best of all thì không cần chữ the. Okay. Without the and of all is quite common. Có nghĩa là người ta thường nói như vậy nè. Học về adverb. He likes swimming. Best of all. Người ta không có nói là the best of all. Okay. Sailor. Bobby Sailor. Anh chị có coi cái phim mà quạt quả Bobby Sailor không? Bobby chứ. Bobby Sailor. Phim quạt quả đó rất là hay, rất là hay. Nếu đi khoái cái phim đó. Hồi nhỏ đó. Mỗi lần sáng ngủ dậy đó là Tiểu My phải dặn cái cartoon á, Bobby Sailor cartoon á, phải không Sailor, phim cartoon á, giống như Tom and Jerry, Bobby Sailor, Woody Woodpecker. Nhỏ lúc mà ngủ dậy khoái coi mấy phim đó. Phim đó là cái ông thủy thủ á, ổng ốm nhom ứng nhất hả. Ổng có bà vợ cũng ốm nhom nhách luôn.
mà bà vợ nó dữ lắm. Dữ lắm, tối ngày đi kiếm ổng, kiếm quýnh ổng, mắc cười chị. Thôi phim đó rất là vui. Bobby Sailor, anh chị kiếm đi, bây giờ sao không còn thấy nữa. Bây giờ con nít là nó đâu có còn thèm, nó đâu thèm con mấy phim hoạt họa nữa, cartoon nữa. Ok nào, next one. So các anh chị thấy họ đâu có cần dùng chữ L, nếu mà có cái chữ of and all. He likes swimming best of all, có nghĩa là he likes swimming better than he likes anything else. Nghĩa là ông ta chỉ thích lội thôi, ông ta không có thích làm gì khác, chưa? Okay. Okay, now next one. Popeye Sailor. Giờ mấy phim nó biến mất hết trơn rồi. Okay, now we move on. With adverbs of two or more syllables, we form the comparative and superlative by putting more and most before the possessive form. Có nghĩa là với những cái chặng từ mà có hai hoặc nhiều cái syllable, think I missed the S, right? Chúng ta sẽ dùng cái thể so sánh hơn với so sánh nhất bằng cách để cái chữ more hoặc cái chữ most trước cái thì xác định. Giờ mình qua cái spelling note. Quickly, more quickly, hay là most quickly. Fortunately, more fortunately, fortunately. Okay, bây giờ mình qua cái phần spelling. Spelling note nghĩa là cái cách viết những cái trạng từ so sánh hơn hay là so sánh nhất đó. What? Yes, okay, next one. And that's it. Okay, with single syllable adverbs. However, we add the ER or EST. Này thì các anh chị biết rồi, harder hay là hardest. Early, earlier hay là earliest. But with irregular comparisons. Có những cái trạng từ hay là những cái tỉnh từ so sánh hơn, so sánh nhất thì nó completely different completely, có nghĩa là nó khác hoàn toàn, nó không có theo cái luật. Anh chị nhớ phải không? Em cái điều này bắt buộc là mình phải thuộc lòng. Okay, mình bắt buộc mình phải thuộc lòng, mình phải nhớ. Còn nếu mà mình không có sure thì mình phải lật từ điển. Well, better, best. Tại sao nó không phải là good các anh chị? Cái better and best, well nó là trạng từ, phải không? Mình đang học về trạng từ, mình không có học về tính từ. And then mình phải dùng chữ well instead of good. Badly, worse hay là worst. Little, less hay là less. Must, more hay là most. Right? And that's it. Mình chỉ có ba cái form đó thôi. Thứ nhất là gọi là positive, nói một cách bình thường, không có so sánh với ai hết trơn. Cái thứ hai là comparison,
comparative, so sánh người này với người kia, sự vật này với sự vật kia, và chỉ so sánh hai mà thôi. Và superlative là so sánh nhất. Giờ mình thử làm mình thử làm bài tập thử coi nãy giờ các anh chị ghét được cái gì nha. Okay. Okay, suppose I give you this one. Hay làm câu này đi. You speak quick as he hay là him. Cái này so sánh hơn hay là cái này là positive hay là comparative hay là superlative? Hả? Yes, okay. Đây là so sánh bằng. Thường thường có chữ A là so sánh bằng nhau. And đây là chẳng từ. Chẳng từ chứ không phải là tính từ. Yes, các anh chị nhớ điều này nha. Tại sao mình ở đây mình dùng quickly chứ mình không có dùng quick các anh chị? Hả? Tại sao đây mình dùng quickly mà không phải là dùng quick? Hả? Tại sao đây mình dùng chẳng từ mà mình không có dùng tính từ? Không biết hả? Tại vì cái động từ nó là action. Ok. Các anh chị phải trả lời như vậy. Không phải là tại vì đang học trạng từ mình phải dùng trạng từ, không phải. Nếu mà các anh chị nói vậy coi chừng bị Tiểu My gài đó. Tiểu My gài rồi, nói sai rồi đổ thừa ô tại Tiểu My gài các anh chị. Ok. Mình phải biết. You have to know what you're doing. Ok. Không phải sao động từ là trạng từ nha, không phải nha, one and one. Chán các anh chị quá đi. Các anh chị phải biết, ok. Phải nói là sau cái action verb thì mình phải dùng trạng từ. Sau cái linking verb mình phải dùng tính từ. Ok. Coi câu này nè. I am fast. No, cái này không phải là cái trick. I am. Kệ đi. Không ai thấy mình cứ tân bóc mình kệ. Okay. I am beautiful. Okay. I am. Giờ phải ôn lại cái phần này nữa. Ok, now. Giờ ôn lại cái phần này cho các anh chị. I am beautiful hay là I am beautifully? Theo các anh chị nghĩ. Hả? Huh? Yeah, I am beautiful. Tại sao như vậy? Tại vì động từ to be nó là linking. Và khi mà linking thì mình phải dùng cái adjective, tính từ. Ok. Câu này. He seems Câu này. He seems beautiful. I think I misspelled it, the first one. Hay là he sing beautifully. Yeah. Phải là ly, phải không? Tại vì động từ to sing nó là action. Action có nghĩa là những cái động từ mà con mắt của mình thấy được.
mình ngửi được, mình nghe được, mình sờ được. Ok, thì đó là action. Các anh chị thấy, các anh chị khi mà ai hát, các anh chị có thấy họ hát không? Thấy mà, thấy cái miệng họ nhép nhép, phải không? Nào biết không nè, thành ra cái gì mà nó move đó, có nghĩa là nó nhúc nhích đó, thì đó là action. Okay, cái gì mà nhúc nhích thì đó là action. Thành ra các anh chị, cái động từ to sing là hát, mình thấy cái miệng nó nhúc nhích, phải không? Thành ra khi mà cái gì mà nó nhúc nhích đó, thì mình mới dùng trạng từ. Okay, còn cái gì mà nó không nhúc nhích đó, thì mình sẽ dùng tĩnh từ. Rồi, one and one, nhớ chưa? Nhớ điều này không? Nhớ tới già luôn nha. Các anh chị khác cũng phải nhớ điều này nha. Linking thì là adjective, còn action thì là adverb. Ok, trở lại cái bài tập. Ở đây mình dùng tĩnh từ hay trạng từ? You speak quick hay là quickly? Is he? Đúng không? He does. Right? Yeah, quickly. Right? He speaks as quickly as he does. Chứ không phải là as him. Okay? Mình không có nói as him does được, mà mình phải nói là as he does. Nhớ câu này nha các anh chị, là người ta không muốn lặp lại cái động từ, thành ra người ta chỉ nói as he, tức là as I do, cái như vậy. So as quickly as he, câu đúng là như vậy. Đây, mỗi lần các anh chị thấy cái chữ as là so sánh bằng nhau, so sánh ngang nhau. Ok, ông ta nói nhanh như là, I mean bạn nói nhanh như là ông ấy. Okay, next one. Cái này chỉ là mình mới làm bài tập sơ sơ thôi. Mình mới ăn appetite thôi. Mình mới ăn tráng miệng, không phải tráng miệng mà ăn gì? Ăn gì? Mình mới ăn sơ sơ thôi, chưa có ăn chánh. Chưa có ăn vô món chánh nha. Rồi, câu này. Yeah, đây mình thấy cái chữ than nó sẽ là so sánh hơn. So sánh hơn các anh chị. So sánh hơn thì nó phải có cái chữ more hay là chữ er. Okay. Yeah, so sánh hơn thì nó phải có chữ er. She speaks faster than you. Có nghĩa là than you do. Chị nhớ điều này nha, than you do, mà không có cần lặp lại cái động từ than you. Ok, câu kế nha. Thì các anh chị thấy toàn những cái động từ toàn là action, phải không? Câu này nha. He speaks well of all. Yes, hồi nãy trong bài mình có mention lên rồi, phải không? Khi mà có cái chữ of all, mình không có cần dùng cái chữ the. Okay. Khi mà có cái of all đó, thì mình không cần dùng chữ the. He speaks best of all. Không cần nói the best of all. He best of all. Nhớ cái điểm này nha các anh chị. Để người ta nói, đừng có bắt lỗi người ta tại sao nói không có chữ đờ. Tại vì bạn đọc có một cuốn sách, tôi đọc 10 cuốn sách. Trả lời như vậy. Ok, next one.
Rủi chữ mi nói sai làm sao? I speak rabbit of all. Mà tiểu mi nói không bao giờ sai đâu, tiểu mi nói theo sách mà. Nói có sách mắt có chứng mà. Đấy. Cái gì mà rabbit death? Rabbit death hả? Đây là mấy cái syllable? Hả? High syllable, phải không? Thành ra mình phải dùng most or less. Nhớ nha, có thể là most mà cũng có thể là less, right? More rabbit of all hay là I mean most rabbit of all hay là less, right? Tôi nói nhanh nhất hay là tôi nói nhanh nhất hay là tôi nói chậm nhất, phải không? Dịch vậy đi. Ok, syllable nghĩa là gì? Syllable mình dịch là âm tiết. Đây là một âm tiết. Run, nó một thôi, một lần thôi. Enter là hai âm tiết, right? Là ba âm tiết. Okay. Thành ra syllable là âm, nghĩa là một chữ nó có một âm, hoặc là có one syllable, hoặc là two syllable or three syllables. Okay. Ốc Hoàng hiểu rồi phải không? Hiểu syllable nghĩa là gì rồi phải không? Phải không? Ốc Hoàng chứ, Ốc Hoàng. Ok, cảm ơn. Ok, next one. Anh chị để ý nha, so sánh ngang, so sánh hơn, hoặc là so sánh nhất. Okay. You can tell Harris about it just as I can. Hay là as I. Bạn có thể nói với Harris về cái chuyện đó một cách dễ dàng như là tôi có thể nói như vậy. Và các anh chị thấy cái chữ as thì là so sánh ngang, so sánh bằng á. Yeah, as easy as I can. Không có as easily nha. As easily. Phải as easily không các anh chị? As easily phải không? Phải không? Yes, you right. Chỉ có một mình Hương Bội đúng thôi. Okay. Easily, right? Chứ đâu phải easy. Phải không? Lật từ điển đi. Lật từ điển đi. Không tin thì lật từ điển đi. Easy là adjective, phải không? Còn adverb là gì? Adverb là gì? Cũng là easy luôn hả? A word commonly, formally, take it easy. Okay, let's see. Informal and an easy or relaxed member. Okay, adverb ở đây. Ở đây nó không có nói. Informal in an easy or relaxed member. I mean manner. Okay, let me see. Let me check another one. Easily adverb. Easily adverb.
easily. Easy nó cũng cũng có thể, nhưng mà easily is one of a set of adjectives have two adverbial forms is used in a different context. Yeah, nó cũng có thể là easy, nó cũng có thể là chặn từ, mà easily nó cũng có thể là còn easily cũng có thể là chặn từ luôn. Nhưng mà nếu mà nó đã có cái chặn từ easily thì mình nên dùng cái easily hơn là easy. Okay. Look at this one. Các anh chị hiểu phải không? Nghĩa là easy cũng đúng mà easily cũng đúng luôn. Okay. Look at this one. Tùy theo cái cách mình nói, easy set of adjectives having two adverbial forms. Nghĩa là nó có hai cách nói. Nhưng mà mình dùng ở trong những cái context, những cái situation nó khác nhau. Okay, easily cũng là adverb mà easy cũng là adverb. Thường thường cái easy in a certain idiom sẽ là you got up easy. Actually mình dùng cái easy đó trong những cái idiom là những cái thành ngữ đó các anh chị. Mình mới dùng cái chữ easy, nhưng đúng ra cái trạng từ của nó phải là easily. Các anh chị hiểu rồi phải không? Right? Ở đây mình nên nói là easily hơn là easy. Okay. Chưa hiểu hả? Chỉ dùng trong những cái thành ngữ mình mới dùng chữ easy làm chặn từ mà thôi. Còn nếu mà mình một câu nói bình thường mình phải dùng đúng cái chặn từ của nó là easily. Okay. Các anh chị không biết thì các anh chị lật từ điển. Okay. Chị My cũng mới lật từ điển hết. Chị hiểu rồi phải không? Hay là người ta nói take it easy. Đây cũng là một, yeah, that's good, long reach. Take it easy. Đây là một cái thành ngữ. Từ từ, từ từ, từ từ. Khá như vậy. Thành ra nếu mà nó nằm trong cái thành ngữ thì mình phải dùng cái easy. Còn bình thường thì mình phải nói là easily. Okay. Thành ra đây các anh chị nên dùng chữ gì? Easily, right? Yeah, đó là những cái thành ngữ. Sau đây mình sẽ nói là just as easily as I can. Okay, I can. Okay, next one. Câu này nha. Johnson attend those meetings often than I do. Johnson thì nó tham dự vào những cái buổi họp rất là thường hơn là tôi. Giờ tụi mình để thêm cái chữ do đặng cho các anh chị phải biết đó là I chứ không phải là me. Okay, đừng có nói than me mà là than I. Okay. Cho các anh chị nhớ luôn á. Có nhiều người cứ hỏi là than me, than me. He's taller than me. No, he's taller than I. Okay, next one. Đây mình dùng chữ gì các anh chị? Hả? Yeah, more often. Đấy không? Tại vì often nó high syllable. Thành ra mình sẽ dùng chữ more chứ mình không có nói là oftener. Okay. More often. Johnson thì nó dựa vào cái buổi kìa, I mean những cái buổi họp thường hơn là tôi. More often. Okay, next one. Alice played the piano well than the other two girls.
Yeah, better than. Anh đã các anh chị thấy cái chữ better nó vừa là adjective, nó cũng vừa là chặng từ luôn, nó cũng vừa là adverb, tùy theo cái câu mình nói, phải không? Tùy theo cái câu của mình nói. So đây là better than. Okay, better than. Okay, next one. Smith always drives careless than his wife. Ông Smith đó, thì ổng luôn luôn lái xe ẩu tả, careless là ẩu tả hơn là vợ của ông ta. Yes, ở đây là two syllable careless, thành ra nó là chặng từ nhiều âm, nên mình phải dùng chữ more, mình không có nói là careless carelesser nha, mà mình nói là more carelessly, right, more carelessly. Good. Nhớ là chẳng từ nhiều âm mình dùng chữ more or chữ most. Okay, next one. More careless. More careless. Lee, mình phải dùng cái chặng từ ở đây. Okay, mình phải dùng cái chặng từ ở đây. Careless là adjective, còn carelessly là adverb. Tại vì cái động từ to drive nó là action. Khi mà mình nói mình lái xe, các anh chị có thấy mình lái xe không? Có thấy cái sự việc lái xe không? Thấy phải không? Thấy cái tay của mình quẹo tới quẹo lui nhúc nhích phải không? Thành ra đó là action. Mà action á, thì mình sẽ dùng cái chặng từ. Ok, chị nhớ điều này nha. Action, cái gì mà nó nhúc nhích đó, thì mình dùng chặng từ. Còn cái gì mà nó không có nhúc nhích thì mình dùng tính từ. That tall fellow walks much rapidly than the order. So rapid là high syllable, phải không? Và đây là so sánh hơn, tại vì nó có chữ than, thành ra mình sẽ dùng chữ more, right? Yeah, more rapidly. Cái gã đó đó, cái gã cao đó đó, fellow là gã hay là hắn hay chàng ta, thường thường dùng cho đàn ông. Okay. Cái gã cao đó đó thì làm việc nhanh nhanh hơn. Okay. Much rapidly, much cũng được, có much cũng được. Much là không biết nói sao. Yeah, more. Yeah, nếu mà có much more cũng được. Okay, much more rapidly than the others. Much more hay là much less cũng được. Right. Nhiều hơn, nhiều nhanh hơn cũng được. Okay. Nhanh nhanh hơn nhiều. Yeah, nhanh hơn nhiều đó. Việc như vậy hay đó, snow star. Nhanh hơn nhiều. Okay, so more rapidly than the others. Okay, now next one. Peter knows English grammar well of all the students. Carefully câu này nha. Mình chào các anh chị mới vào, sweet lady. Peter thì nó biết ngữ pháp, Anh văn,
giỏi hơn, giỏi nhất, phải không? Giỏi nhất các học sinh khác. Và nhớ cái chữ of all thì mình không có cần dùng chữ the. Ở trong bài học hồi nãy mình có mention rồi, phải không? Với cái chữ of all, best of all, mình không cần nói the best of all. Ok. Thấy cái chữ of all là nó đã nhấn mạnh rồi. Thành ra đây mình không cần dùng chữ the. Và well đó thì so sánh nhất là best, là the best. Thế trong bài có nói rồi. Nhớ nha các anh chị, of all thì không có chữ the. Ok, now next one. We plan to get there early than the other guest. Chúng ta dự định sẽ tới đó sớm hơn những người khách khác. Đấy không? Yeah, mình thấy cái chữ than thì có nghĩa là so sánh hơn, thì phải có chữ or. Ở đây tại sao mình có hai cái syllable early, phải không các anh chị? Early là two syllable, mà tại sao mình không có dùng chữ more? Hả? Huh? Yeah, that's my question, icebreaker. Tại sao? Hả? Huh? Tại sao không dùng chữ more? Very good, angry tiger. Okay, ở trong bài có mention lên rồi. Những cái tỉnh từ nào mà cuối cùng bằng chữ y mà nó nhấn cái âm đầu thì mình không cần dùng chữ more. Okay. Earlier. Okay, mình đổi chữ y thành chữ i rồi mình mới thêm er. Okay. Any tiger thuộc bài. Anh chỉ những cái điều gì mà mình làm bài tập là nó có trong cái bài text chưa, nó không bao giờ tự nhiên các anh chị chưa học mà Tiểu My cho các anh chị làm đâu. Thế okay. Tiểu My không có ác độc như vậy đâu. Chỉ có tại các anh chị dở mà thôi. Thế okay. Chứ không phải Tiểu My gài các anh chị. Thế okay. Thuốc mà tại sao không mention lên hả? Simply miễn là các anh chị nhấn âm đầu. Có những cái trường hợp ngoại lệ nữa nha. Những cái điều này mình phải thuộc lòng thôi, okay? Chứ nó nhiều khi nó đi ra ngoài cái luật luôn á. Ok, next one nè, next one nè. Yeah. Understand English little of all the students. Cậu kia đó thì hiểu tiếng Anh yeah, nhớ có chữ of all thì mình không có cần chữ the. Thành ra mình sẽ dùng chữ less. Đấy là ít nhất, phải không? Tại vì mình so sánh hơn, so sánh nhất mà of all. Right? Thành ra mình không cần dùng chữ the. Less of all. Không cần nói the less of all. Okay, less of all. Nhưng chỉ nhớ có chữ of all thì không có chữ the. Okay, next one. The letter will probably arrive sooner than you expect. Cái thơ thì sẽ có thể tới tới sớm hơn. Soon đây là sớm hơn, phải không? Có chữ than là mình phải so sánh hơn. Sớm hơn hơn là bạn mong đợi. Yeah, sooner có nghĩa là earlier. Yeah, sooner than.
nóng quá đi mất. Ok câu này nha. Harder, the Brown explained the teachers. Ông thầy Brown đó thì ông cắt nghĩa cái sự việc nó rõ ràng nhất, với những họ những người thầy khác của chúng ta. Yeah. Cái này làm sao cho nó đúng các anh chị? Clear. Clear là một âm, phải không các anh chị? Lia là một âm, right? Lia, lia li, lia lias. Yeah, very good. Lia li. Lia đó là thí hiện đổi cũng chưa có. Lia, lia rier, or lia lias. Okay. Lear, Lealiers and Lealiers. Nghĩa là so sánh thường là clear, so sánh hơn là Lealiers. I mean Lealier and so sánh nhất là Lealiers. Okay. Right. Thí hiện hiểu Thí mình nói không? Thí dụ so sánh hơn cái chữ clear các anh chị nói sao? Và chuyển thành trạng từ right, clearly, clearlier, or no, clearer hả? Huh? Không phải, các anh chị confused rồi. Clearest hả? Huh? Các anh chị đang nói về adjective. Đang nói về adjective. Còn mình đang nói về adverb. Adverb, please. Yeah, adverb chứ không phải là adjective. Clear, clearlier, and clearliest là adverb. À, lion gần đúng rồi hả? You missed something. Khi những cái tính từ mà cuối cùng bằng chữ y và mình nhấn cái âm đầu thì mình sẽ đổi chữ y thành chữ i rồi mình mới thêm er hay là est. Thế nghĩa Nguyễn hiểu tụi mình nói không? Tụi mình lặp lại nè. Những tính từ cuối cùng bằng chữ y nếu mà nó là hai âm, thế yeah, thì mình đang học về trạng từ. Các anh chị chưa có hiểu. Look at this one. Learier. Lear. Learer. Okay. And learest. Đây là tính từ. Đây là tính từ. Hiểu không nào? Tới đây make sense chưa? Các anh chị, tới đây make sense chưa? Mình đang nói về tính từ. Bây giờ mình đang học về trạng từ. Okay? Thành ra mình phải đổi ra trạng từ, right? Clear. Okay. Đổi ra trạng từ trước rồi mình mới làm cái theo cái thể so sánh hơn. Phải không? Mình đổi qua trạng từ. Rồi mình mới từ cái trạng từ đó mình mới đổi thành so sánh hơn với so sánh
nhất phải không? Đây là trạng từ. Rồi hiểu rồi phải không? Right. Lia. Em chỉ làm chữ mi âm. Phải be careful. Lia lia. Okay. Lia lia and lia lies. Phải không? Từ trạng từ đó mình mới đổi thành so sánh hơn và so sánh nhất. Ok. Thế hiện hiểu rồi phải không? Các anh chị khác cũng hiểu rồi phải không? Rồi bây giờ mình mới áp dụng vô cái bài tập. Ok. Thành ra ở đây mình sẽ nói là đây là sẽ so sánh nhất tại có cái chữ of all. Right? Thành ra mình áp dụng cái so sánh nhất vô cái chữ various. Ok. Và mình không cần chữ the là tại vì có cái chữ of all. Phải không nào? Đấy. Rồi hiểu tới đây rồi mọi người đều hiểu hết phải không? Cái khó là cắt nghĩa cho các anh chị làm sao mà các anh chị tâm phục khẩu phục. Phải đi từng step như vậy các anh chị mới hiểu. Các anh chị chậm tiêu thì thôi á. Cái gì thôi đâu, thôi là con rùa không hiểu là đúng rồi, tại con rùa chậm thì thôi á. Thôi hiểu hết rồi chưa? Không phải đi đi từng step như vậy á, các anh chị mới hiểu. Cái khó là cái chỗ đó đó. Khổ thì thôi á. Bởi vì ho hoài không hết là tại nói nhiều á, tại các anh chị á. Ok nào, next one nào. Next one nào. Next one nào. Ok. Đường phèn hả? Uốn tác chung là gì? Uốn tác chung là gì? Xạo cọp là xạo nhất trong room. He is able to talk about the subject confident than I. Có nghĩa là I am nha. Các anh chị đừng nói than me nữa nha. Chúng mình keep repeating this excuse. Than I am. Okay. Ông ta có thể nói về cái đề tài đó, về cái sự việc đó một cách tự tin hơn là tôi. Okay. Nhớ đổi thành cái trạng từ trước. Tại vì cái động từ to talk là action. Các anh chị nhớ nha. Mình phải nhìn cái động từ mà mình đổi nó thành trạng từ hay là tính từ, adjective hay là adverb. Okay. So đây mình phải đổi nó là confidently, phải không? Confidently là confidently. Right? Rồi từ đó mình mới đổi thành so sánh hơn hay là so sánh nhất. And trong câu dĩ nhiên nó là so sánh hơn tại nó lại có chữ than. Right? No. Ok, nữa rồi phải nhắc một cái qua cái chuyện khác nữa. Các anh chị học cái này là quên cái kia. Các anh chị học khúc sau là quên khúc đầu. Anh chị đồng ý cái này không nào? Is able to có nghĩa là can, phải không? Đồng ý không nào? Say yes please. Yes, yeah, say yes. Right? Ok. Rồi. Bây giờ mình đổi cái câu đó thành, tại vì mình nói is able to thì mình nói chữ can được không các anh chị? Được không? Ừ. Được phải không? Right? He can talk about the subject confident than I. Rồi thì các anh chị thấy cái động từ là nó là verb phrase. Thì cái động từ nào là động từ chánh? Hả? Động từ nào là động từ chánh?
Động từ to talk, phải không? Thành ra can chỉ là cái chờ động từ mà thôi. Right? Thành ra động từ chính là động từ to talk. Thì talk nó là action hay là nó là linking các anh chị? Hả? Nó là action hay là linking? Yeah, nó là action, phải không? Right? Thì action thì mình phải dùng cái trạng từ. Phải không các anh chị? À, I mean, ai hồi nãy nói là động từ to be đó. Phải không? Angry Tiger. No, no, không phải Angry Tiger mà ai đó. Giờ hiểu tới đây rồi phải không? Thành ra mình phải coi cái động từ chánh ở trong câu nó là action hay là nó là linking. Từ đó mình mới dùng đó là adjective hay là adverb. Thế okay. Anh chị hiểu hết trơn rồi phải không? Hả? Toto hiểu rồi phải không? Dạ, yeah, nãy Toto nói đó. Ok. Tại vì à, Du là con rùa. Bữa nay người đẹp bị sai sẻ dữ. Rùa làm bộ hả? Không có được làm bộ nha các anh chị. Không có được ngây thơ vô số tội nha. So đây mình sẽ dùng cái trạng từ là confidently, right? Confidently đó là mobile syllable, có nghĩa là nhiều âm tiết, hay là nhiều âm mà so sánh hơn thì mình phải dùng chữ more. Okay. Tiếng Mỹ cách nghĩa rất là chậm mà các anh chị không hiểu nữa thì thôi, anh chị dở quá đi mất. Okay. Rồi, next one nào, next one. I certainly hope to finish the work fast than that. Nóng quá đi mất. Biết thì thôi. Yeah. You have to turn off the heat. No, thì thôi. Okay, rồi, next one nào. Thế chị làm câu này làm sao? No, turn off the heat. The heater, no? I certainly have to finish the work fast than that. Yeah, mình có so sánh hơn phải không các anh chị? Dành cái fast này là gì? Là adjective hay là adverb? Adjective hay là adverb nó đều là nó have the same form, okay? Yeah, nó vừa là adjective and nó vừa là adverb, right? Ở đây là nó là adverb, thành ra mình nhớ không phải là fast and fastly nha các anh chị, nó là fast fast. Okay. So faster. He is fast than I. Đây là adjective.
Okay. He ran faster. He is faster than I am. Sorry, I miss. He is faster than I. He run faster than I. Một cái là adjective and một cái là adverb, viết giống nhau, phải không các anh chị? Cái faster nó là adjective tại vì nó đứng sau động từ to be là linking. Còn cái faster in the second sentence nó sẽ là adverb tại vì nó đứng sau động action verb là động từ to run. Ok. Dạ các anh chị đừng đừng có nhớ mình không có đổi từ fast ra fastly nha. Okay, we have two more to go. Mình còn hai câu nữa nha. Wilson never fastlier hả? Angry tiger, you intend to do everything wrong, right? Angry tiger, cho cái bát lên đầu đi. Angry tiger, các anh chị cho cái bát lên đầu. Angry tiger đi. Give him a bath. Yeah. Không được làm mọi người confused nha, please. Yeah, cảm ơn, total. Okay, Wilson never discusses the subject calm A. Johnson. Wilson thì không bao giờ thảo luận một cái đề tài gì đó, một cái sự việc gì đó. Calm là gì? Bình tĩnh phải không? Bình tĩnh phải không? Như là Johnson. Okay. Đây là so sánh bằng dạ so sánh ngang đó, so sánh bằng. Thành ra các anh chị phải có chữ A ở phía trước và đổi cái tính từ thành chẳng từ. Discuss là thảo luận. Khi mà mình thấy thảo luận là mình thấy họ đỏ mặt nè, thứ nhất là cái mặt đổi nè, đỏ mặt nè, lên giọng nè. Ok, thành ra đây là mình thấy nó action nên mình phải dùng cái chẳng từ là calmly. Nó calmly, ok, tại động từ là action, discuss là action. Yeah, as calmly as, ok. Phải để ý cái động từ nha các anh chị. And cuối cùng, hôm nay thứ mấy ta? Today is Tuesday. Yeah, Tuesday. Nghĩa là mình chỉ còn ngày để. Right. Peter attends class regular of all the students. Cầu nguyện hả? Đọc kinh buổi tối. Sáng gì đọc kinh rồi. Peter thì nó tham dự vào cái lớp rất là thường xuyên. Nhất thường xuyên nhiều nhất regularly hả? Có cái gì mà có cái chữ ls ở trong đó nữa, trang from tính từ hay là chẳng từ nhiều âm thì mình sẽ dùng chữ more, dùng chữ most hay là dùng chữ less, phải không? Các anh nhớ không? So sánh nhất mà, tại of all là so sánh nhất. Ok, mình phải dùng chữ most hay là chữ less. Và đổi cái tính từ regular thành regularly. Okay. Regularly. Đổi thành chữ ly. Okay.
hay gọi là gì ta, nhớ sau khi nhắc hả? Các anh chị học là các anh chị phải nhớ tới già, okay. Nhớ tới già. Các anh chị học cái sau là quên cái trước. Ok, sau đây mình sẽ dùng the most. I'm sorry, không có chữ đời nha. Sorry. Các anh chị thấy đây là bằng chứng. Mình học đó, mình phải đọc nhiều sách. Cái này là tụi mình collect những cái exercise này trong cái cuốn sách khác thì nó nói không có chữ the. Rồi cuốn sách này thì nó nói có chữ the. Ví dụ mình soạn 20 cuốn sách mà 5 cuốn sách hay là 7 cuốn sách nó nói không cần chữ the sau cái chữ of all, thì đó, cái đó là đúng. Các anh chị hiểu không? Các anh chị hiểu không? Như cái exercise này ok, nó có chữ the là tại cái cuốn sách này nó chưa biết cái vấn đề, cái chi tiết này, right? Nên nhiều khi một mình học một cuốn sách nó không có đúng đâu các anh chị, nó thiếu sót đó, mình gọi là thiếu sót. Nên khi mà các anh chị soạn một cái đề tài nào hay các anh chị nghiên cứu một cái sự việc gì đó, anh chị nên đọc nhiều sách về cái đề tài đó hay về cái sự việc đó, okay? Thì các anh chị sẽ hiểu rõ ràng hơn, chính xác hơn. Nên mình như vậy đó. Ok, so cái này thì mình sẽ dùng most hay là less và không cần chữ the. Tại vì có cái chữ of all. Okay. Rồi, let's use for cái phần thứ nó còn 3, 6, 9, 10. Còn 10 câu nữa các anh chị muốn làm tiếp không? Hay là qua cái phần khác? Qua cái phần thứ qua cái phần thứ 5. Còn 10 câu nữa đó. Làm tiếp hay qua cái phần thứ 5? Muốn cái gì? What do you want? We continue with the exercise or we move to the next one, the next part? Làm tiếp hả? Các anh chị khác thấy thế nào? Đa số thắng, thiểu số. Hurry các anh chị. Giờ mình còn một phần chó. Đồng ý gì? Chơi phần khác hả? Tán thành gì? Agree gì? We have two choices. Các anh chị có hai cái choice. Đồng ý làm tiếp hả? Làm nhiều cho nhớ hả? Hurry up các anh chị, khác đi hả? Còn cái phần thứ 5 nó rất là dài. I don't think we have enough time for today. Oh, không có, cũng không có dài lắm. Ok, làm tiếp cái phần cuối cùng đi các anh chị. Để tuần sau mình dành nguyên một ngày cho cái phần bài tập tổng quát, chịu không nào? Tại cái phần thứ 5 này nó cũng ít chứ không có nhiều. We have almost an hour to finish this, okay? Bây giờ làm hoài, bây giờ làm sao nè? Anh chị muốn gì nè? Hả? Giờ các anh chị muốn gì nè? Số 1 là làm tiếp. Số 1 là làm tiếp. Okay. Số 2 đó là học phần mới. Giờ các anh chị đánh số đi để coi tỉ mỉ coi số nào nhiều. 1 1 2 2 2 2 1 1. Hình như 2 nhiều hơn thì phải. 1 2 2 1 1 2. Số 2 nhiều hơn. Rồi mình học tiếp nha. Ok, anyway, bài tập mình có rất là nhiều nha các anh chị. Có cả ngàn câu luôn đó, tuần tới cho các anh chị làm cho chết luôn. Ok. Chịu không nè? Hôm nay mình học cho xong cho rồi. Ok, học cho xong cho hết cái bài này hôm nay cho rồi. Cho hết cái phần text cho rồi. Ok. Say yes đi, hurry please. Bây giờ mình qua cái phần cuối cùng là vị trí.
Vị trí của trạng từ ở trong câu. Tuần tới các anh chị có nhiều cơ hội để làm bài tập tha hồ mà làm cho khóc luôn cho biết. Vị trí tin sợ. Anh chị coi vị trí của trạng từ nó đứng ở đâu nha. Trước nhất là mình nói về trạng từ chỉ về manner. Manner là gì? Manner là cách, kiểu hay là dáng vẻ hay là bộ dáng hay là loại. Và thường thường cái này nó trả lời cho câu hỏi how. Trước nhất, it usually come after the verb. She danced beautiful. I mean beautifully. Thì các anh chị thấy trạng từ thường thường nó đứng sau cái động từ. Cô ta khiêu vũ đẹp. Cái gì vậy? Đó là vị trí thứ nhất đứng sau động từ. Vị trí thứ hai, or after this object when there is one, hoặc là nó đứng sau một cái túc từ. Nếu mà trong câu có túc từ thì they speak English well. So English đây là túc từ, phải không các anh chị? Mình gọi là từ trực tiếp, direct object. Nếu trong câu có túc từ, thường thường nó đứng sau cái túc từ, nó không có đứng sau cái động từ nữa. Mình không có nói là they speak well English, mình không có nói như vậy. Ok, đây là cái vị trí thứ hai, nhớ nha. Thành ra có nhiều người hỏi chứ tại sao trạng từ không đứng kế động từ. No way. Ok, nó có nhiều trường hợp khác nhau. Thành ra nếu mà mình nói they speak well English là nói sai. Ok, là nói sai. So do not put an adverb between verb and object. They speak well English là nói sai. Ok, rồi. Đó là hai vị trí. Ok, một vị trí nữa. If the object is long, we usually put the adverb before the verb. Nếu mà một cái tốt từ, các anh chị dịch gọi là tân ngữ đó, object các anh chị gọi là tân ngữ đó. Tiếng Mỹ thì nói là túc từ nó đúng hơn. Nếu mà một cái túc từ dài, dài có nghĩa là nó nhiều chữ chứ không phải là một chữ giống như chữ English ở phía trước, thì thường thường chúng ta để cái trạng từ trước cái động từ. Ok, trước cái động từ. Ví dụ, ok, để chúng mình separate cái túc từ dài cho các anh chị. Ok, chúng mình separate nó ra, chia nó ra. She carefully picked up all the bits of broken glass. Thì các anh chị thấy all the bits of broken glass nó là object phrase. Ok, pick up cái gì? Pick up tất cả những cái mảnh dụng của cái kiếm bể đó, của cái ly bể đó. Thì các anh chị thấy all the bits of broken glass nó là một cái túc từ dài, dài có nghĩa là nhiều chữ. Thì mình sẽ để cái trạng từ ở phía trước. Ok,
Mình sẽ để cái trạng từ ở phía trước. See? Thành ra đây là một cái vị trí thứ ba của trạng từ. Thành ra các anh chị thấy không bao giờ mà không phải trạng từ lúc nào nó cũng phải đứng sau động từ hết trơn, không phải. Okay. Rồi. Một vị trí nữa. Thành ra Tiểu My nói chẳng từ nó đứng everywhere, nó đứng mọi khắp nơi hết trơn. Có khi nào nó đứng phía trước cái câu không các anh chị? Có luôn phải không? Có luôn phải không? Anh chị nhớ cái đó không? Giờ yeah, có luôn. Suddenly she's appearing in front of me. Khá như vậy. Vị trí, một cái vị trí khác. When we have the verb and preposition and the objective. The up, I mean the adverbs, can be either before the preposition or after the object. Câu này nghĩa là gì? Khi mà chúng ta có một cái động từ, đi theo nó là một cái giới từ và một cái túc từ, thì cái trạng từ nó có thể để trước cái giới từ hoặc là để sau cái giới từ cũng được. Nghĩa là cái trạng từ nó sẽ đứng kế cái giới từ, không còn biết đứng sau hay đứng trước, whatever, after or before. Okay. Trước hay sau gì cũng được. Các anh chị coi hai câu này. Nghĩa là trong câu mình nó có cái giới từ. Giới từ là chữ at, chữ by, chữ for. Nghĩa là trong câu có cái giới từ thì mình để sau hoặc là trước cái giới từ đó. Ở phía sau hay là ở phía trước? Ở phía sau, I mean ở phía trước cái giới từ hoặc là phía sau cái túc từ. I'm sorry. He looked at me suspiciously. Or he looked suspiciously at me. Nếu mà nó để phía sau đó thì nó phải để sau cái object là me. Còn nếu mà nó để phía trước á thì nó phải để phía trước cái giới từ là at. Có nghĩa là một cái động từ mà nó đi theo cái giới từ đó, thường thường cái trạng từ nó đứng chính giữa cái động từ và cái giới từ. Ví dụ mình nói believe in. In. Right. Chị chỉ thấy động từ nó có cái giới từ là in. Nên nếu mình có cái trạng từ mình phải để nó chính giữa, nó xen giữa giữa cái động từ với cái giới từ. Ok. Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Còn nếu không thì mình phải để sau cái túc từ, giống như là cái câu đầu. Thế okay. Bây giờ mình chỉ đang nói về cái vị trí thôi. Thế okay. Đang nói về cái vị trí là một hồi ở phía dưới nó sẽ cắt nghĩa, nó có thể là nó sẽ thay đổi cái nghĩa. Thế okay. Từ từ các anh chị, cái gì nó cũng sẽ, Tiểu My sẽ mention hết cho các anh chị. Ok, next one. Rồi các anh chị nhớ điều này rồi phải không? Có nhiều khi mình chỉ nhớ một điểm thôi thì cũng đủ rồi. Nhớ nhiều quá mình bị tẩu hỏa. Với một điều kiện là túc từ ngắn nha các anh chị. Admi là một túc từ thôi. Okay, thì mình sẽ để đằng sau cái túc từ đó. Nhưng mà nếu mà nó là một cái túc từ dài giống như cái này, thế okay. Mi là túc từ ngắn là chỉ có một chữ thôi. Còn cái câu này các anh chị sẽ thấy
Okay. You have to move your car. Let me tell you. Okay, rồi. That if the object contains a number of words, có nghĩa là một tốp từ dài. Nếu we put the adverb before the preposition. Nếu mà mình có một tốp từ dài contain a number of words, là nghĩa là có nhiều chữ, thì mình sẽ để cái trạng từ đứng trước cái giới từ. Ở trên các anh chị thấy look at me hay là look at me, thì cái chữ me là tốp từ ngắn. Bây giờ các anh chị coi câu này, các anh chị sẽ thấy mình có một cái tốp từ dài. Mình separate nó ra để cho các anh chị thấy nó dài bao nhiêu nha. Ok. See, he looked suspiciously at everyone who got off the plane. Cậu ta thì nhìn suspiciously là gì các anh chị? Nhìn nhìn gì? Suspiciously là gì? Nghi ngờ đó. Yeah. Nhìn một cách nghi ngờ tới mỗi người mà xuống máy bay. Chắc cái ông này là investigator đó. Chắc ông này là thám tử đó. Và đầy nghi ngờ. So các anh chị thấy everyone who got off the plane, đó là một cái tốp từ dài, nó có nhiều chữ. Thì mình sẽ để cái, mình cũng sẽ để cái trạng từ trước cái giới từ bắt buộc. Ok. Nghĩa là nói tóm lại là, ví dụ như các anh chị có một cái động từ và có một cái giới từ, thì mình cứ để cái trạng từ chính giữa là đúng. Ok, mình chỉ cần nhớ một điểm thôi. Nếu mà tốp từ ngắn thì mình có thể để sau cái tốp từ ngắn, và mình cũng đồng thời mình cũng được để chính giữa cái giới từ với cái động từ luôn, phải không các anh chị? Vậy tại sao mình cần phải nhớ cái điều kia làm chi cho nó mất công, cho mệt ốm, phải không? Các anh chị hiểu tụi mình nói gì không? Right? Phải không? Mình cứ nhớ, nếu mà trong câu nó có cái giới từ thì mình cứ để nó chính giữa thôi. Right? Mình không cần biết nó là tốp từ dài, tốp từ ngắn gì, whatever. Phải không? Đồng ý không nào? Nhiều khi mình học mình phải bỏ bớt đi, cái gì cũng dồn vô đầu hết chắc khùng á. Nếu mình chỉ cần nhớ một chuyện hả, mà nó có động từ với cái giới từ thì mình cứ để nó chính giữa là đúng. Khi cách nào cũng đúng, không còn biết tốp từ ngắn, tốp từ dài gì hết trơn. Right? Nhưng mà mình học thì học cho biết. Rồi một cái vị trí nữa. Đây là cái phần mà hồi nãy ai hỏi đó. Ok. Với tiểu mi thì các anh chị đừng có sợ mình thiếu sót cái gì nó cũng đầy đủ hết trơn á. Tại tiểu mi soạn nhiều cuốn sách mà. If an adverb is placed after the verb, or after verb and object, or after a clause or a phrase, it is normally considered to modify the verb and the meaning than change. Câu này nghĩa là gì? Nếu mà một cái trạng từ nó được để ở phía sau một cái động từ, hay là sau một cái động từ với một cái tốp mệnh đề, nó là cái clause, là cái phrase,
thì thường thường nó được coi như là nó bổ nghĩa cho cái động từ đó, và cái nghĩa nó sẽ thay đổi. Thế cái câu này nghĩa là gì? Cho thí dụ nè. Anh chị coi hai câu này nha. Hồi nãy ai hỏi đó, cái nghĩa nó có thay đổi hay không á? Alo, cô đại lạ. Thì cái nghĩa nó sẽ thay đổi nếu mà mình để khép vị trí. They secretly decided, they secretly decided to leave the town. Các anh chị thấy hồi nãy mình học đó, nếu mình có một cái túc từ dài, ok, thường thường mình sẽ để phía sau, các anh chị nhớ không? Phải không? Mình phải để phía trước cái động từ, phải không? Right. Nhưng mà nếu mà mình để sau cái túc từ thì cái nghĩa nó sẽ khác. They decided to leave the town secretly. Và khi mà mình học đó các anh chị nhớ Tiểu My thường nói, thường thường đó cái vị trí đúng á, trạng từ thì nó thường thường nó đứng gần cái động từ, nhưng mà mình để ở phía sau thường thường để nhấn mạnh. Tính từ cũng vậy nữa, tính từ thường thường nó đứng sau cái danh từ, mà nếu mà đứng trước cái danh từ, mà nếu mà mình để nó ở phía sau có nghĩa là nó nhấn mạnh, ok, để nhấn mạnh nghĩa là nó để khác cái vị trí chánh của nó, thường thường để nhấn mạnh. Thành ra cái câu thứ nhất nghĩa là gì và câu thứ hai nghĩa là gì? Họ quyết định một cách bí mật để rời thành phố. Câu thứ hai, họ quyết định rời thành phố một cách bí mật. Dịch là giống như là gần giống nhau, nhưng mà cái nghĩa nó khác. Cái câu thứ nhất các anh chị hiểu làm sao hai câu này khác nhau chỗ nào? Các anh chị hiểu hai câu này khác nhau chỗ nào? Yes, that's right, em retire. Hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? Em retire. Could you explain this? What the difference between them in meaning? Chị hiểu hai câu này khác nhau chỗ nào? Hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? Yes, mạnh hùng. Hai câu này Are you kidding? Okay, câu thứ nhất, câu này có nghĩa là, để tìm đi đánh ra nha. They secretly decided to leave the town. Có nghĩa là cái sự quyết định ra đi ngày thứ bảy đó thì bí mật, không ai biết họ ra đi ngày nào. Thế không ai biết cái sự như vậy. Thế nghĩa là họ quyết định ra đi ngày nào không ai biết. They secretly decided, nghĩa là cái sự quyết định của họ nó bí mật. The decision was secret. Okay. Câu thứ hai, câu này.
Câu này có nghĩa là they decided to leave the town secretly. Có nghĩa là cái sự rời thành phố của họ một cách bí mật, có nghĩa là không có ai biết họ sẽ rời thành phố hết trơn. Ok, các chị hiểu phải không? Không có ai biết họ đã quyết định rời thành phố, không có ai biết cái sự đó, không có ai biết họ sẽ rời thành phố hết trơn. Mọi người đều tưởng là họ vẫn còn ở trong cái thành phố. Ok, các chị hiểu không? Một cái là nói về cái sự quyết định ra đi, không ai biết là họ quyết định ra đi ngày nào. Còn một cái là nói là không có ai biết là họ sẽ rời thành phố hết trơn. Yes, no slow. Hành đang nói tóm lại, các anh chị nhờ hai câu này mình sẽ để ý được chuyện gì? Cái trạng từ nó đứng kế cái yếu tố nào thì nó nhấn mạnh cho cái yếu tố đó. Đồng ý không nào? Cái trạng từ nó đứng kế cái yếu tố nào thì nó nhấn mạnh cho cái yếu tố đó. Right? Say yes please. Đồng ý không nào? Okay. Rồi, đây là cái điểm tránh hồi nãy cắt nghĩa cho cái câu. Ai hỏi là cái nghĩa nó có đổi hay không? Yes, nó đổi. Okay, nó đổi. Ok, các anh chị coi câu này nha. Cô Đà Lạt, you so funny. Ok, các anh chị coi hai câu này nha. Kindly, this was kind of him to speak to, I mean to us. Ông ta nói chuyện một cách rất là lịch sự, dễ thương. Nó thì rất là là anh ta nói chuyện lịch sự. Còn câu thứ hai Hoàng, could you translate this into Vietnamese too? Nói câu thứ hai đi. Yeah. Nghĩa là, yeah, câu thứ nhất nói về cái sự nói chuyện của ông ta. Okay, nói về cái speaking của ông ta, nói về cái sự nói chuyện của ông ta. Ông ta nói nhỏ nhẹ, ông ta nói tử tế, ông ta nói lịch sự. Còn câu thứ hai thì nói về ông ta. Ok. Yeah, nói về ông ta. Các anh chị thấy một cái là nói về cái động từ, and một cái là nói về cái chủ từ. Ok. Right. Cái gì? It was kind of him to speak to us. Rồi các anh chị hiểu cái gì? Thành ra nói tóm lại cái trạng từ nó đứng gần chỗ nào thì nó nhấn mạnh về cái chỗ, cái yếu tố đó. Ok, một điều nữa. Còn bao lâu nữa ta? Yeah, I hope we will finish this one before, I mean by the time. Yeah, cái con chuột này quá đi mất. Okay, một điều nữa. Adverbs concerned with character and intelligence, such as foolishly, generously, generously, kindly, stupidly, etc. When place of verb could express this idea by. Có nghĩa là gì? Cái trạng từ thường thường nó nghiêng về cái khả năng á. Okay. Và
nói về những cái vấn đề mà khó cách khó dịch câu này qua đi. By có nghĩa là assemble đó. Cho thí dụ đi. Thường thường nó nghiêng về những cái gì mà mình nói, thí dụ như là intelligent, foolishly, stupidly, kindly, có những cái vấn đề mà mình mention về cái hỏi chữ mi không biết và tính chất của con người đó. Tốt hay là đẹp hay là thông minh hay là ngu muội hay là dễ thương, khá như vậy. Tính cách hơn, tính cách hơn. Yeah. Personality, đúng rồi đó. Thì thường thường á và nói về đặc điểm và cái sự hiểu biết á, và thường thường đó, when place a verb could express this idea, nghĩa là khi mà nó để kế cái động từ đó thì nó nói về cái nó nói về cái tính chất của cái người đó nhiều hơn. Okay. Cái câu này làm như là lặp lại, cái điều này làm như lặp lại cái ở phía trên thôi. Nghĩa là thường thường nó nhấn mạnh về cái chủ từ nhiều hơn. Nói tóm lại như vậy đi. I firstly forgot my passport. Passport. Cái này có nghĩa là it was foolish of me to forget the passport. Nói về mình nhiều hơn, nói về cái chủ từ nhiều hơn. Anh chị hiểu rồi phải không? Phải không? Hay là câu này, he kindly waited for me. Cái này nói về cái chủ từ nhiều hơn là cái động từ ở phía sau. Các anh chị thấy nó vừa đứng gần chủ từ mà nó vừa đứng gần động từ. Nhưng mà thường thường với những cái yếu tố về foolishly hay là generously hay là kindly, stupidly đại khái thì nó nhấn mạnh về cái chủ từ nhiều hơn là cái động từ. Các anh chị hiểu phải không? Nãy câu trên chỉ mới nói cái trạng từ nó đứng gần cái yếu tố nào thì nó bổ nghĩa cho yếu tố đó. Nhưng mà ở đây nó vừa đứng gần cái chủ từ mà nó vừa đứng gần cái động từ luôn. Nhưng mà có những cái chữ như là kindly, foolishly, stupidly khá như vậy thì nó sẽ nhấn mạnh cái chủ từ nhiều hơn là cái động từ. Thấy chị hiểu rồi phải không? Cái câu thứ hai có nghĩa là it was kind of him to wait for me, có nghĩa là ông ta tử tế để chờ đợi tôi. Thế hay là câu này, will you kindly wait? Bạn có tử tế đủ để đợi tôi không? Khá như vậy, gọi chữ khá lý quý. Khá như vậy. Badly and well. Không phải của Đà Lạt. Không, không. Của Đà Lạt mới vô room phải không? À, không phải động từ lúc nào cũng bổ nghĩa cho, I mean, trạng từ lúc nào cũng bổ nghĩa cho động từ nha. Nãy giờ mình nói khác á. Badly and well can be used as adverb of manner. They usually come after an active verb, after the object, or before the past participle in the passive verb. Okay. Chữ badly and chữ well đó có thể dùng như là một cái trạng từ chỉ về cái nhân cách đó, phải không? Dành. Họ
mean, chúng nó thường thường được đứng sau cái động từ chỉ về hành động á, hoặc là sau một cái tính từ, hoặc là trước một cái phân từ ở trong cái thể passive voice, passive voice, okay? Không phải cô Đà Lạt. Ok, bây giờ các anh chị coi con này. Các anh chị coi con này. He behaved badly. He read well. Behave and read. Thì các anh chị thấy cái behave ở đây nó là action, phải không? Đây nó là action. Đó là cách nghĩa cho cái câu đầu tiên. They usually come after an active verb. Cậu ta cư xử một cách rất là tệ. Okay, một cách tệ. Cậu ta đọc rất là giỏi. So cái behave là cư xử. Các anh chị có thấy cái hành động cư xử không? Nó là action, phải không? Cư xử có nghĩa là có thể là mình làm cái gì cho cái người đó, mình cho người đó cái gì, hay là mình nói nhỏ nhẹ với cái người đó. Okay. Thấy mà, Angry Tiger. Nếu mà mình không có thấy thì làm sao mà mình biết là he behave badly, phải không? Các anh chị hiểu rồi không? Hiểu cái behave rồi phải không? Right. Cô Đà Lạt, don't disturb me please. Tại nãy giờ các anh chị hiểu hết trơn rồi. Bây giờ mình đi tới những cái đề tài khác. Ok, cái gì Angry Tiger hiểu cái behave rồi phải không? Behave là mình cư xử. Nếu mà mình nói cư xử thì mình phải làm sao? Mình cư xử có nghĩa là mình giúp người này người kia cái gì, hay là mình nói chuyện tốt, nói nhỏ nhẹ, hay là mình gì đó, hiểu mà phải không? Hiểu mà, right? Thành ra cái behave đây là action, mà action thì mình sẽ dùng chữ badly, right? Đó là cách nghĩa cho cái định nghĩa là badly and well can be used. I mean, they usually come after the an active verb. Ok, hay là nó come để mình post lại cái định nghĩa cho các anh chị nha. Cái câu đó nó nói là they usually come after an active verb. Bây giờ cái câu này. Nghĩa là nó đứng nói là cái vị trí của nó đó. He paid her badly, hay là he speak English well. Cái câu này nó cắt nghĩa là after the object. Nhớ sau một cái túc từ ngắn thì nó để sau cái túc từ đó. English and her là túc từ, là một chữ thôi. Và một trường hợp nữa, nó đứng sau cái participle. Ở trong cái thì mà passive voice hay là passive verb, đó là cái câu thứ ba, hay là before the past participle in a passive verb, badly paid. Paid có nghĩa là gì các anh chị? Ông ta được trả tiền rất là ít. Thành ra đây là was paid là passive, right? Mình có cái động từ to be cộng với cái past participle. Thành ra đó là passive. So nó sẽ đứng trước cái past participle. Hay là câu thứ hai cũng vậy. The trip was well organized. So organized đây cũng là past participle. Nó ở trong cái thể mà passive voice là động từ to be was với lại cái past participle. Cái the trip là gì? Cái sự du lịch đó nó được tổ chức một cách
kỹ lưỡng, thấy như vậy. Và cái chuyến đi á, nó được tổ chức kỹ lưỡng, thành ra cái trạng từ thường thường nó sẽ đứng chính giữa cái động từ và cái past participle. Các anh chị thấy cái này nó cũng lặp lại những cái yếu tố hồi nãy chị mới nói. Một một cái điểm khác nữa, the meaning well may depend on its position. Cái trạng từ well nếu mà nó đứng khác chỗ nhiều khi nó khác nghĩa, okay. Tùy theo cái vị trí của nó là mình sẽ biết nó có nghĩa khác. Các anh chị coi hai câu này, nghĩa là nó lặp lại những cái yếu tố ở trên chị mình đã lặp lại rồi, đã mention lên rồi á. You know well that I can't drive. You know that I can't drive well. Thì các anh chị thấy cái chữ well nó đứng kế cái yếu tố nào thì nó nhấn mạnh cho cái yếu tố đó. Này nó chỉ lặp lại thôi, tùy theo cái vị trí của nó. Đấy. Câu thứ nhất có nghĩa là there can be no doubt in your mind about this, phải không? Cái câu thứ nhất nó nhấn mạnh cái vấn đề mà cái người này biết, cái người này đó biết cái sự việc mà tôi không không lái xe được. Còn câu thứ hai, cái người đó biết cái sự việc, nghĩa là cái câu thứ hai nghĩa là I'm not a good driver. Cái câu thứ nhất nói về cái người đó, còn cái câu thứ hai nói về mình, phải không? Nói về mình. Okay. Nói về mình không biết lái xe. Câu thứ hai nói là mình không biết lái xe, còn câu thứ nhất nói về cái người kia biết là mình không biết lái xe. Cái chị hiểu gì? Cái quen nó đứng kế cái yếu tố nào nó nhấn mạnh cho cái yếu tố đó. Và nói về hai người, câu thứ nhất nói về cái người bạn, cái người du, câu thứ hai nói về mình. Đấy. Ok, now we have some more. Những cái này nó chỉ và cái trạng từ chỉ mình nói mà nó everywhere, nó không giản dị như là cái adjective. Well is well can be played after may or might and could to emphasize or to advise the probability of an action. Cái chữ well and cái chữ is well nó có thể thay, nó có thể đứng sau cái chữ may and chữ might, và nó có thể để nhấn mạnh hoặc là để gì á, thì các anh chị dịch câu đoạn sau đi. To advise là khuyên, probability là cái sự mà khả 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 dĩ khả 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 thể đó của một cái hành động. Cho thí dụ thì các anh chị sẽ thấy rõ hơn, nghĩa là nó có thể để sau, để trước cái chữ well hay là is well, mình có thể để chữ may hay chữ might. Okay. Khả năng, khả thi, và là khả dĩ. He may well refuse. Có nghĩa là it's quite likely that he will refuse. Cái này có nghĩa là negative. Câu này có nghĩa là negative. Nó không có positive, nó không có chắc chắn gì hết trơn. It means it is quite likely that he will refuse. Okay. Khi mà người ta nói chữ may đó là các anh chị phải biết là không có thể không có xảy ra, coi như 80% then. Nghĩa là negative. Hay là câu này, mình có thể dùng cái chữ as well cũng được. He may as well hay là he might as well come with me.
Có nghĩa là cái người này nói ra không có chắc chắn gì hết trơn, còn nghi ngờ. Nó get negative nhiều hơn là cái positive. Ông ta có thể không không tới với tôi đâu. Mình phải hiểu như vậy đó. Ông ta có thể không tới với tôi đâu. Ok. Doubtedly. Doubtedly hả? Nhớ nha, look up dictionary before you say something, please. Ok, câu này nha. Ok. Just remind you, okay? Somehow, hay là in some way of order or order, hay là anyhow, in any case or anyway, can be placed in the front position or after a verb without object and after the object. Nghĩa là gì? Cái somehow đó, hay là anyhow đó, somehow có nghĩa là in some way hay là other way. Còn anyhow có nghĩa là in any case hay là anyway. Thì được đặt ở phía trước cái vị trí phía trước hay là phía sau động từ mà không có cái túc từ, hoặc là phía sau cái túc từ. Ok, nói thì nó hơi dài dòng, nhưng cho các anh chị ví dụ thì các anh chị thấy rõ hơn. Nhiều yếu tố quá phải không các anh chị? I think there is slip. Anyhow, they quite. Thì các anh chị thấy nó sẽ đứng trước, cái vị trí nó đứng trước cái gì? Vị trí nó đứng trước cái I mean, vị trí nó đứng sau cái object. Tôi nghĩ là họ họ ngủ cái câu này có nghĩa là tôi không biết là họ ngủ hay là không, nhưng mà họ im lặng. Nó tôi không biết là họ họ asleep là đang ngủ hay là đã ngủ rồi hay là buồn ngủ các anh chị. Sleep là buồn ngủ phải không? Phải không? Phải không? Câu này có nghĩa là tôi không biết là họ ngủ hay chưa. Tôi không biết là họ ngủ hay chưa. Tại tôi thấy họ đang im lặng. Họ im lặng. Ok, họ im lặng. Ok, các anh chị thấy cái vị trí của cái chữ anyhow này nó đặt ở vị trí nào? Lay in the front position or after a verb? Hay là vị without an object? Hay là vị trí after the subject? I mean the object. Yeah, nó, cái vị trí của nó là after the object, right? Where is it? Load this one. Actually, nó là in front position, phải không? Nó đứng ở cái vị trí phía trước.
Mình quên quên mention nó lên. Ok rồi câu này. Blows stuff anyhow into the suitcase. Các anh chị thấy nó sẽ khác, khác cái dấu đó các anh chị. Blows stuff anyhow into the suitcase là vị trí thứ hai, là after cái động từ. Các anh chị, tại mình tại sao mình biết nó đứng trước hay đứng sau, là tại cái dấu, cái comma hay là period comma. Cái này là nó vị trí đứng sau cái object. I cooked it any house you like. Okay, and is yeah, and that's it. Hết rồi. Bài hôm tới đây là hết rồi, cũng vừa đúng lúc. So that's all for today. And mình xong cái bài adverb rồi nha các anh chị. Đấy, tuần tới mình sẽ làm bài tập tổng quát hết 5 phần luôn. Phần thứ nhất là definition, phần thứ hai là acquire, phần thứ ba là create, phần thứ tư là form, and phần thứ năm là position. Ok, tuần tới mình sẽ làm bài tập. Nó không có giáo trình gì hết trơn á. Giáo trình là gì? Giáo trình là gì? Là casual hay là hả, giáo trình là gì? Giáo án với giáo trình khác nhau chỗ nào các anh chị? Tiểu mi nghe nói vậy mà không có phân. Giáo án là gì, còn giáo trình là gì? Hả? Cô gái miền quê. Giáo án là gì, còn giáo trình là gì? Hả? Trình giáo là gì, giáo án là gì? Hả? Là nãy giờ cô dạy là bài học đó phải không? Là bài học là giáo trình phải không? Phải không? Giáo trình là nhiều bài. Giáo trình, ok. Giáo trình là cái chương trình giáo dục, gọi là giáo trình. Cái chương trình dạy học, phải không? Cô đã là bài học là giáo dục hả? Giáo trình có nghĩa là yeah, Lumen nói đúng á. Để mình hiểu vậy đó. Giáo là giáo dục, là dạy, phải không? Trình là cái chương trình dạy học, ok, là giáo trình chứ không có liên quan gì tới bài học hết trơn á. Giáo trình là cái chương trình no, đừng bắt cắt nghĩa nhiều nha. Cắt nghĩa nhiều là bí đó. Còn giáo án là, giáo án là gì? Giáo là cô giáo, dục là tập thể dục, giáo dục là cô giáo dạy. No. Giáo là giáo dục, án là án mạng. Thôi đi. Giáo là giáo dục án mạng, lại dạy gì cách giết người. Hello English. Dạy gì cách giết người hả? No, giáo là giáo dục, là dạy. Dạy gì cách giết người. Cũng giống như là cha của ông nội là cha nội. Cha của ông nội là cha nội. Các anh chị dịch được không? Về mình gặp ba của ông nội mình kêu ổng à cha nội. Ổng đang 90 tuổi, cha của ông nội thì già rồi biết không, ổng đang khỏe 90 tuổi, ổng đang khỏe mình gọi ổng cha nội, sao ổng té ổng chết, ổng té ổng chết chắc chết.
is for today. I'll see you tomorrow, okay? And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khác mỗi ngày một đêm bình an vui vẻ. Gặp lại các anh chị ngày mai, ok? Nhớ nha, ngày mai nói trước nè. Ngày mai mình sẽ viết chính tả and mình qua cái phần listening and writing cho cái bài mà bệnh tật, ok? Mình phải biết mình bệnh gì để mình đi bác sĩ, ok? Ngày mai mình sẽ viết chính tả về cái bài bệnh, ok? Nhắc cho các anh chị bài homework của các anh chị đó. Dạ, hết giờ rồi. 3 tiếng rồi. Người đẹp cô gái miền quê. Ok, and that's it for today. And I'll see you tomorrow then. Gửi up lại cho cô Đà Lạt nha. Mến chào cả nhà nha.